Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh fbnc, số đặc biệt Tết âm lịch 2015. Thưa quý vị, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đang trên đà hội nhập mạnh mẽ, hướng tới thành lập cộng đồng chung vào năm 2015. Trong đó, việc thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN AEC là nội dung hội nhập quan trọng nhất. AEC ra đời sẽ là một bước ngoặt đánh dấu sự hội nhập khu vực một cách toàn diện của các nền kinh tế Đông Nam Á. Sự ra đời của cộng đồng này chắc chắn sẽ có tác động lớn đến thị trường lao động Việt Nam. Và bên cạnh những thuận lợi sẽ là những thách thức lớn. Vậy còn những bạn sinh viên thì sao? Họ hiểu như thế nào về AEC cũng như tác động của AEC đến công việc của các bạn trẻ? Mời quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây qua phần ghi nhận của biên tập viên Nguyên Thảo. Vào cuối năm 2015, theo lộ trình, Cộng đồng Kinh tế chung ASEAN gọi tắt là AEC chính thức được hình thành. Cùng với Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, việc tham gia vào Cộng đồng Kinh tế chung ASEAN hứa hẹn sẽ mở ra một trong những cánh cửa mới giúp nền kinh tế Việt Nam cất cánh. Trong đó, cuộc lột xác đáng ngạc nhiên nhất thuộc về thị trường lao động. Thị trường lao động Việt Nam sẽ được mở rộng hơn, nhu cầu về nguồn nhân lực sẽ rất lớn, đặc biệt là đối với những lao động có tay nghề. Về cơ hội thì chúng ta không chỉ có thị trường 90 triệu dân, mà chúng ta có một thị trường 630 triệu dân, cũng nghĩa là gấp 7 lần. Thì đấy là một cái cơ hội rất là lớn, không phải chỉ làm việc ở Việt Nam mà còn cơ hội đi làm việc ở các quốc gia khác trong vùng. Các cái yếu tố về sản xuất được tự do lưu chuyển và hy vọng là sản xuất sẽ được thúc đẩy và kéo theo là công ăn việc làm. Trước mắt, trong năm 2015, có 8 ngành nghề lao động trong các nước ASEAN được tự do di chuyển thông qua các thỏa thuận công nhận tay nghề tương đương gồm có kiểm toán, kiến trúc sư, kỹ sư, nha sĩ, bác sĩ, y tá, vận chuyển và du lịch. Có thể nói, sự tự do này vừa là cơ hội, đồng thời cũng là thách thức không nhỏ cho thị trường lao động Việt Nam, khi mà một lượng lớn những lao động từ các nước trong AEC vào Việt Nam tạo nên một cuộc cạnh tranh với thị trường lao động trong nước. Theo số liệu thống kê mới nhất, Việt Nam đang được xếp vào nhóm ASEAN 4 gồm có Lào, Campuchia và Myanmar. Đây là nhóm những nước có trình độ phát triển kinh tế ở mức thấp, được thể hiện thông qua các yếu tố như là cơ sở hạ tầng, thu nhập, năng lực cạnh tranh và năng suất lao động. Có thể nói, việc gia nhập AEC là một cơ hội để Việt Nam có thể cải thiện sự chênh lệch này so với các nước thành viên. Với một thị trường lao động được mở rộng, dự kiến đến năm 2025, Việt Nam sẽ có khoảng 6 triệu việc làm mới. Đây là một cơ hội lớn dành cho giới trẻ. Tuy nhiên, những nhận thức về AEC trong giới trẻ Việt Nam hiện nay nói chung và trong giới học sinh sinh viên vẫn còn khá thấp do những hạn chế về mặt thông tin. Trong quá trình tiếp xúc với các bạn thì tôi thấy là các bạn mặc dù đương nhiên là phần lớn là cũng chưa nghe nhiều về cái cộng đồng kinh tế ASEAN, do là cái chương trình truyền thông của chúng ta chưa có một cái hoạt động như là hiệu quả để coi như là phổ biến chương trình này. Tuy nhiên thì tôi sau khi mà trao đổi và coi như là thì các bạn nắm bắt rất là nhanh và các bạn cũng rất là ham học tìm hiểu về vấn đề về cộng đồng kinh tế ASEAN. Những chương trình bài bản mà có mang tính chất là tầm cả nước thì thực ra là hoàn toàn chưa theo như phía bên khảo sát thì hoàn toàn chưa thể có. Thì đó là một trong những cái thiệt thòi của phía bên sinh viên cũng như giới trẻ cũng như người lao động của Việt Nam mình. Theo mình biết thì cộng đồng kinh tế chung AEC là một thị trường rất là rộng lớn. Và khi mà Việt Nam chúng ta hội nhập vào với thị trường AEC thì chúng ta sẽ có một lượng khách hàng rất là lớn, một thị trường tiềm năng. Cái vấn đề về gia nhập của cộng đồng AEC á, thì sẽ tạo ra một cái điều kiện tốt để cho bạn trẻ cũng như là cái tầng lớp sinh viên tụi em có cái điều kiện tốt để mà gia nhập và học hỏi được cái văn hóa, trao đổi văn hóa với những nước bạn và có một tạo điều kiện tốt để tụi em có thể đi lại giữa các nước. Việc tự do di chuyển lao động trong cộng đồng AEC sẽ làm tăng sự cạnh tranh về năng lực lao động giữa các nước, đòi hỏi sinh viên phải không ngừng nâng cao năng lực của bản thân, không chỉ về kiến thức chuyên môn mà còn cần phải chủ động trau dồi những kỹ năng mềm như ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục, làm việc nhóm. Khi mà nộp đơn tuyển dụng thì các bạn có rất nhiều những cái hoài bão cũng như là cũng rất là có cái tinh thần cầu tiến. Còn những cái mặt hạn chế thì mình nhận thấy là có 3 cái. Thứ nhất là cái kỹ năng suy nghĩ, khả năng suy nghĩ độc lập. Thứ hai là cái sự cái giao tiếp, tự tin trong giao tiếp. Và cái thứ ba cuối cùng là cái kinh nghiệm, cái va chạm thực tế. Thông thạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, đang dần trở thành một kỹ năng không thể thiếu trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập như hiện nay. Tuy nhiên, theo nhiều nhận định, ngoại ngữ vẫn còn là một trong những điểm yếu của sinh viên Việt Nam. Nếu mà các bạn không có cái ngoại ngữ, không có ngoại tiếng Anh tốt thì các bạn đừng nói là các bạn đừng nói là tìm cơ hội tốt hơn. Trước đây chúng ta đã nói rất nhiều về cái tầm quan trọng của ngoại ngữ, nhưng trong 5 năm tới đây thì sẽ là lần đầu tiên mà cái nhu cầu đó trở nên cấp thiết hơn, thực tế hơn, hiện thực hơn trong từng cái công việc, từng cái nhiệm vụ của các cái công ty cũng như là những cái bạn sinh viên mà muốn có được những cái công việc tốt. Tôi nghĩ rằng các bạn sinh viên thì có một thực tế là các bạn sinh viên hơi bị thiếu và chưa có được mạnh dạn khi mà tiếp xúc với các cái đối tác nước ngoài hoặc là even là những bạn bè nước ngoài, thì trang bị cái ngôn ngữ để mà giao tiếp, để mà hiểu hơn về những cái yêu cầu cũng như là cái văn hóa, thì đó là cái điều mà tôi nghĩ quan trọng. Trong khi Việt Nam vẫn còn đang mơ hồ, loay hoay và tự phát trước thềm hội nhập, thì nhiều nước trong khu vực đã có những kế hoạch bài bản cho điều này. Điển hình là Thái Lan. Chính phủ Thái Lan đánh giá cao tầm quan trọng của AEC. Vì vậy, từ 3 năm trở lại đây, Thái Lan đã bắt đầu quảng bá về AEC thông qua nhiều kênh và hình thức như trường học, báo chí, phim ảnh, hoạt động xã hội. Với hệ thống giáo dục, giới chức này đã đưa những bài học về AEC vào trong từng lớp học ở từng cấp bậc, từ mẫu giáo cho đến đại học. Trường Hoa Sen đã làm và tổ chức các workshop cũng như các talk show và các hội thảo liên tục để góp phần nâng cao về cái nhận thức của các bạn sinh viên với vấn đề này. Thứ hai nữa là trường đại học Hoa Sen cũng phối hợp với rất nhiều các tổ chức khác để tổ chức các cuộc thi chuyên ngành dành cho sinh viên nhằm nâng cao các khả năng thực tế khi làm việc của sinh viên. Hiện tại mình đang cố gắng trau dồi môn học ngoại ngữ, ngoài tiếng Anh ra thì còn cố gắng học thêm một ngoại ngữ khác nữa. Về kỹ năng, mình luôn cố gắng trau dồi về kỹ năng mềm, ví dụ như là việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, nói chuyện trước đám đông. Cái kiến thức mà em đã chuẩn bị thì cũng chỉ là một phần, còn cái kiến thức thực tế mới là quan trọng. Cái kiến thức này là cái nền tảng và cái quá trình mà em đi ra thực tế, em chuẩn bị trước khi em ra trường là những cái công việc bắt tay hoặc là những cái thực tế va chạm ở ngoài thì sẽ giúp cho em hoàn thiện bản thân hơn. Quá trình chuẩn bị cho hội nhập không phải là câu chuyện một sớm một chiều, mà cần phải có sự chuẩn bị từ nhiều phía trong một khoảng thời gian dài. Và bằng mọi cách chúng ta cũng cần phải nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng một chuẩn đầu ra có thể đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi chung của thị trường. Nếu không thì những sinh viên, những lao động Việt Nam sẽ khó có thể cạnh tranh với những lao động từ những nước khác. Và bản thân mỗi sinh viên thì cần phải trau dồi, nâng cao năng lực của bản thân để có thể đón đầu khi Việt Nam hội nhập AEC. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website fbnc.vn hoặc facebook.com/đồng tiền thông minh.